Hello các bạn nha, hôm nay là một cái câu chuyện khá là buồn. Thì bé này mình bắt đầu nuôi từ tháng 2. Anh em mà chơi cá thì biết rồi ha, đây là con Ranchu. Cái dòng này là dòng sọt. Thì ngay từ nhỏ là nó đã bị chổng rồi. Nhưng mà cái vấn đề chổng của nó là do cơ địa. Thì mỗi lần mà nó ăn no xong là nó sẽ bị chổng một thời gian khoảng chừng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi sau là nó sẽ hết. Đấy thì hồi nhỏ mình cũng rất là lo sợ, anh em nào mà nuôi cá vàng mà bé bị chổng mà nó ăn no xong nó chổng rồi một thời gian sau nó hết thì đừng có lo về vấn đề như đó đó nha, là do cơ địa của nó thôi. Mình chú ý mình cho ăn cám cho nó chất lượng một tí để cho nó dễ tiêu là được rồi. Thì cám mình tư vấn cho các bạn là cám macro 80. Đấy thì tại sao hôm nay bé bé vẫn còn ok nhưng mà nó đã bị tuột nhớt rồi, và cái nguyên nhân tại sao tuột nhớt là như thế này. Mình lấy cá về cho con rùa ăn đó thì mình ăn không hết, nó ăn không hết cho nên là mình mới trữ lại. Thì mình thấy mấy con cá nhỏ nhỏ ở dưới đồng mình bắt lên đó thấy nó cũng hiền cho nên là thả vô trong cái bể chung với cá vàng luôn. Thì vô tình là mấy con cá mình bắt ngoài đồng đó có 2 con cá ép ở trong đó. Thì lúc mà mình cho ăn thức ăn á, mấy con cá ngoài đồng á nó cũng có rỉa nhăm nhăm rồi sau đó nó không biết nó thấy ngon hay sao đó nó ăn luôn. Nhưng mà 2 cái con cá ép mà mình bắt ở ngoài đồng á nó không có ăn thức ăn các bạn, mà nó đè nó nút nhớt của mấy con cá vàng á. Đấy thì hồi trước á, mình có nuôi con cá lau kiến để mà nó làm việc trong hồ, nhưng mà thời gian sau khi mà nó to rồi đó thì bắt đầu nó đói, nó đi nó hút nhớt mấy con cá vàng của mình thì mình đã bắt mình vứt xuống sông rồi. Thì con này á, khi mà nó bị chổng nó không có bơi được, nó nằm chỗ đó chịu trận thì mấy con kia 2 con kia vô hút hút nhớt đó, hút khoảng 2 hôm rồi mình thì không có để ý, tới chừng mà mình coi lại thì bé tuột nhớt hoàn toàn rồi, cho nên mình đem ra mình cho thằng rùa nó xử. Thì khi mà các bạn cho con rùa ăn này nè, mình cứ canh ha, miễn mà cái mồi mà to bằng cái đầu nó là nó quất hết, thật sự luôn. Con cá này to bằng cái đầu nó nhưng mà nó quất một chút. Mình quay này nè, này là mình thu âm là cho các bạn xem chứ tại vì mình chờ lâu quá không thấy nó nuốt, và tới chừng mình quay đi mình quay lại là nó mất tiêu rồi. Hôm qua cũng vậy, mình quay cho bạn coi là mình vứt mấy con cá lồng tông vô khoảng 11 con ấy. Nó mới vừa ăn 10 con rồi mà mình vứt 11 con vô, có mình cái nó chảnh không ăn. Mình vừa tắt máy cái mình đi vô đi ra là nó ăn hết mẹ nó rồi. Thì đó là một cái lời cảnh tỉnh cho anh em nuôi cá vàng ha. Thì chúng ta chỉ nên nuôi cá vàng thôi, đừng có phối cá khác vô. Đó, không nên nha, nếu mà bạn chưa hiểu về cái loài động vật đó. Thì sao mà mình không chôn nó đi, nhiều anh em hỏi vậy. Nhưng mà thôi thì mình có con rùa này mình nuôi thì thôi, mình đem ra cho nó ăn luôn. Thì không biết nó ăn có ngon không mà mình thấy nó nuốt luôn. Lúc sau này mình bị chết 2 con nữa là nó quất luôn.